Cua thì quá béo luôn này. Đấy, mỡ này. Vàng ươm này. Quá là đỉnh cao. Quá nạc luôn. Ăn cái này lại hơi rồi luôn. Đây là gạch văn ngói đây. Chờ ra tí mẹ mẹ gỡ cho. Ăn này. Thẩm thấu gia vị đầy đủ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Làm chén đi nhỉ. Em hớp rượu thì không còn gì bằng nữa. Mới cường. Rồi, uống đi. Nó kiểu dốc nó toàn đòi ga phóng luôn. Tắt chìa khóa đi. Tắt chìa khóa chắc tắt chìa khóa nó vẫn sáng mà. Tắt chìa khóa không đéo được. Đây là chim nướng này. Đây món này là gì? Đây là ếch om măng chua cay này. Đấy. Đây là cá nấu mẻ này. Đây cá chó nấu mẻ, cá chó người rừng nhá. Đây là canh chua. Đây là chua nấu mẻ. Đây là cua đá này. Cua đá rừng này. Đấy, thành quả của bốn chú cháu đêm nay. Cho khán giả gửi từ cái điện thoại gửi qua ngon tuyệt vời. Ếch này là ếch rừng nhá, không phải là ếch đồng đâu nhá. Ếch này ếch đá đấy. Ếch nản đấy. Ngon tuyệt vời. Các định vung ở đây thôi nhỉ? Mung bát một thôi lát. Cua đá. Cua đá to như cua Alaska. Cua hoàng đế. Tiếp tục món này. Ngon. Nhìn đã thấy muốn ăn rồi. Có là tốn cơm để sệt sệt cơ. Ếch om măng chua cay này. Thôi mấy con kia. Thật sự là mình vẫn sướng cái rổ cua này. Rổ cua này khá ngon. Món này phải ớt, nó phải cực kỳ cay này, nó mới ra được thật cay mới ngon. Cái con cá này là nó sống ở trên đồi nhá. Cá này là nó nhìn như con cá lóc ấy, nhưng mà không phải cá lóc đâu nhé mọi người nhá. Đây này sơn bê mà mình rượu ngô rồi. Bác lại được cái gì đấy? Con cua hoàng đế này to đấy nhỉ? Quá to. Quá to. Quay thẳng này, gần to như được. Đây chắc cua chắc để vào giấm mâm. Đấy bỏ. Được rồi, tắt thế được rồi. À, vẫn còn con chim mà nhỉ? Chim bẫy được. Bà mà đây ăn cua bà? Ăn ở kia cho. Cua này là con siêu to đấy. Cua thì quá béo luôn này. Đấy, mỡ này. Vàng ươm này. Quá là đỉnh cao. Quá nạc luôn. Ăn cái này lại hơi rồi luôn. Đây là gạch văn ngói đây. Chờ ra tí mẹ mẹ gỡ cho. Thẩm thấu gia vị đầy đủ. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Làm chén đi nhỉ. Em hớp rượu thì không còn gì bằng nữa. Mới cường. Rồi, uống đi. Cái này chắc là quá tuyệt vời rồi. Đi ơi. Ngon không? Tuyệt vời. Ngon hơn cá Hà Nội không?
Cá Hà Nội mẹ sách dép. Cá Hà Nội. Cá ừ, ăn ếch nào? Ếch. Ếch này Hà Nội ăn còn bệnh ra đấy. Ếch này mới là tuyệt vời. Cá cả con luôn. Đấy, ăn cả con như này này đấy. Không biết cái này măng măng cay không? À, nhìn ớt đỏ phết một cái cay không? Mùi tẩm. Mùi ớt. Ngon không? Ngon, bao ngon luôn. Ngon tuyệt vời. Đấy. Ngon. Ủa. 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 Suốt rồi. Gần một năm trời không ngồi với nhau. À, xem dự báo thời tiết bằng xương ếch nào. Đúng xương ếch, phải cho này đen không? Đen. Ở đầu đây đúng không? Đi đen. Ngày đúng khoảng 12 mưa mà hôm nay là 17 rồi. Ba mẹ ấy nhỉ? Hôm nay là đây là 14. Ở đâu? Mẹ tính 14. Tiếng qua mưa còn gì nữa. Đúng, đây, báo đây, thời tiết chuẩn mà. Dự báo thời tiết bằng xương ếch. Báo thời tiết bằng xương ếch đây. Ngon tuyệt vời luôn. Đây, chim cu rừng đây. Bẫy rồi đây. À, con này là con đực. Bà ngồi cái đấy này, chấm này bà. Vi ngồi xoay về chỗ mẹ Vi. Cá này không? Nó không phải là tầm bằng này. Mấy năm rồi mình không được ăn cái loại cá này. Không nhận được ngon. Cá này cá này phải, nó phải cũng phải 5, 6 năm, 7 năm rồi. Cá ấy cháu cả đời đó, 2 lần. Con ếch này thì vẫn hay ăn thường xuyên này. Sắp hết 2 lít rồi. Đấy. Và rượu ngô nhà nấu đây. Rượu ngô nhà nấu. Rượu ngô khá ta. Xin chào tuyệt vời. Đấy, men chuyền này. Hai cái đầu. Thịt chua cay. Rất ngon. 35.000 một lít uống mỗi cốc mà chắc 10.000 thôi nhỉ. Không 10.000. Không là cao mà. Lít. Vậy. Ấy kho măng với măng ớt. Đây. Vâng. Tuyệt vời. Không đi đâu bằng nhà vậy. Lên tàn trận xe mà tàn trận này hết mà mày mà không liên lạc được là bác muốn tài phần mềm tài ấy phía sau ấy đâu gọi bác hết một cái bia hai lít với một chai này mình là chép cái bia chép cho